Ráng đợi đi, ông thiệt lành rồi sáng giờ ông làm cho có ra anh Tư ơi, ráng đợi đi. Ráng nói thầy thành phố thùi nó nói ráng ông thì bắt đợi đến khi nào. Cái gì? Đâu đây chứ? Phóng viên ra truyền hình Lan TV không biết là tôi có thể hỏi một số câu hỏi. Thôi mẹ ơi, nhỏ giờ mới tới nhà báo. Mẹ ơi, trời ơi, anh Tư, nhỏ giờ mới thấy nhà báo. Tôi chỉ là mẹ đã thông hành của tôi, có thể gọi gọi đáng với tôi trong việc công tác này. Ê, hồi nhỏ giờ tôi... Từ hồi nào giờ tôi không lên TV, không có biết gì trơn trọi trời. Vậy sao một số câu hỏi đơn giản. Thứ nhất là không biết anh có bao giờ gì lại quen biết với Vinh trên phường ạ? Thì hồi sáng tôi lên trên phường, sau cái tôi thấy tôi kể nghe là tôi có một người làm trong phường đó, cái xong cái nghe quần áo quần cam quần quýt gì này hồi sáng đi ra chợ rồi cái xong tôi về tôi hỏi lại người nhà của tôi đó, cái xong nói là không có đền bù gì trơn trọi, là hồi sáng giờ ngồi nhà chờ quần quýt với sợ quần chứ tôi là cái sai nhất của tôi. Thứ hai là tôi không biết là tên đầy đủ chủ tịch quận cam là gì ạ? Tên đầy đủ chủ tịch của quận cam là Nguyễn Thị Lành. Tôi được hỏi bé là không biết. Tôi là người giám hộ của nhỏ này. Tôi là phóng viên nhà truyền hình Lan TV và đây là phải xác nhận của tôi. Nhưng mà nó bắt con nhỏ tự mà nó hỏi tôi nè. Tôi là giám hộ của nó. Anh nói con thích con tôi, nó biết từ nhỏ anh ơi. Hỏi thấy anh. Qua đây. Tôi thấy cái gì vậy? Hỏi này rồi, 5 người sẵn sàng cách chiêu anh. Thích con tôi, vậy sao anh hỏi nó được? Tôi là phóng viên Lan TV và tôi có quyền hỏi tôi tin tưởng bạn tôi. Anh có gì hỏi tôi nè, sắp hết thời gian rồi. Tôi là tên là tôi này đủ của anh vậy nè. Tôi tên là Bình Thanh Tư. Và anh địa chỉ cụ thể ở khu vực mình là gì ạ? 26/32/2D, khu phố 2, phường Thủ Thiêm. Anh đi trúng lên là nhà hơn rồi. Còn một phút khai thác hiện trường. Quận Cam, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, vậy anh ơi thì
Tôi sống ở đây chắc cũng được 30 năm. Vậy mình thì sống trong cái tình trạng này thì mình chờ làm đủ như vậy thì mình có những cái khó khăn nào không anh? Trời khó quá trời khó luôn anh ơi, hỏi bây giờ muốn kể sao tôi kể cho nghe này, khó quá trời khó luôn. Nhìn qua thì một lát nữa em sẽ phỏng vấn anh, lúc mà lên sóng á anh sẽ trả lời những cái vấn đề này nha. Trời ơi, nào giờ có lên sóng gì đâu, không nguyên không sao biết đâu trời. Dạ, mình có cái gì mình nói cái đó là dạ không sao ạ. Câu tiếp theo em muốn hỏi anh là cái vấn đề đặc thù đó là thì mình đã được gọi là xác nhận hay chưa anh? Hồi nào giờ mấy chục năm nay này, hỏi mấy người đây này, mấy chục năm nay lên trên phường và phường toàn nói là cái gì cũng tôi lại nói thuộc lòng luôn. Đây là một vấn đề giải cảm, cần có sự vào cuộc của các cấp cơ quan chính quyền. Ở tức là mình vẫn chưa nhận được đền bù đúng không? Đúng rồi, chưa. Rất là nhiều năm nay rồi hả? Đúng rồi. Thế còn công vụ nó chưa để cái gì nó lớn thế là cái em trai có chuyện được có biết không? Là ở cái nhà thì dồn nát vậy đó, xây mới thì không cho bán, thì không cho bán đi, thì không cho đi ở, thì không cho ở, không biết sống làm sao luôn. Mấy chục năm rồi, vợ chồng con cái. Vậy thì con chó lên đó thì đã có hỗ trợ mình cái gì không anh chị? Trời ơi, luôn im luôn, có nghe nói gì đâu trời. Không có một xu nữa anh ơi. Không biết không? Không biết người khác thì có không? Nhà tôi sắp tới thì cái thông tin được quy hoạch đó là có nằm trong cái khu của mình hay không anh? Còn một phút để khai thác hiện trường. Cái này anh không biết không, chứ tôi cũng không biết gì luôn á chị. Em nói không có xây nhà, không có bán nhà. Quy hoạch hết cái phường thủ thêm của mình luôn á anh. Tùy hả? Dạ, tức là sắp tới mình được xác nhận là mình sẽ được quy hoạch đúng không? Đúng rồi, quy hoạch hết cái phường thủ thêm của tôi luôn. Dạ, rồi, cảm ơn anh ạ. Ủa, lát rồi phỏng vấn rồi tôi đứng làm sao? Dạ, lát rồi phỏng vấn thì em với anh sẽ đứng nhìn rồi nó quay. Anh nói quay ơi, lát nữa khi mà em phỏng vấn nhân vật á thì khi nào mà em nói á thì anh sẽ quay vào em, còn khi em phỏng vấn thì anh quay vào hai người luôn nha. Dạ. Rồi tôi có sửa quần áo gì không? Chừng nào thì có lên tiêm dạ không? Anh mình mặc như thế này là được rồi. Mình có cái gì mình nói cái đó là xương xương vậy thôi. Tôi nói anh không cần sửa quần áo, sửa cái mặt. Phóng viên chuẩn bị 3, 2, 1 vào sóng. Kính thưa quý vị, tôi là đồng hồ phóng viên đài truyền hình Đài TV. Hiện tại tôi đang có mặt tại phường 2 của khu Thủ Thiêm và dạo gần đây thì chúng ta đang được nghe những thông tin về vấn đề đền bù tại khu Thủ Thiêm và đời sống của người dân ở đây thì còn rất là nhiều khó khăn, bởi vì nhiều năm liền rồi người dân vẫn chưa nhận được đền bù và người dân gặp rất là nhiều khó khăn cũng như là trong sinh hoạt và trong cuộc sống thường ngày. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một anh chị, một anh ở đây để chúng ta có thể biết được thêm về cuộc sống cũng như là những khó khăn mà người dân ở đây đang gặp phải. Em xin chào anh ạ. Dạ anh ơi, thì mình đã rất lâu rồi mình sống ở đây thì mình vẫn đã nhận được đền bù chưa anh? Chưa. Hồi đó giờ tôi chỉ nghe tin chị thôi, rồi trên báo một ca một quýt chị đã đưa lên cho tôi không biết gì hết. Vậy thì sống trong cái cảnh khổ như vậy thì mình có mong muốn gì không anh? Bây giờ là tôi mong muốn sao là chính quyền một ca người ta đưa đền bù cho tôi để tôi có một cái khu tái định cư mới. Tại đó tôi cũng nghe ông Thiền Lằng nằm xuống cái xong đó, cái xóm rừng rừng đi đó. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, câu chuyện về vấn đề được đền bù vẫn còn rất là nan giải và chúng ta mong rằng trong một sớm tương lai nào đó thì những người dân Thủ Thiêm sẽ nhận được những thứ mà họ xứng đáng được nhận và cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt hơn. Và tôi đã hậu phóng viên đài truyền hình Đài TV. Và xin được cảm ơn phần thi vừa rồi của thí sinh Đào Thọ và cảm ơn các bạn đã hỗ trợ nhé. Xin mời quay trở lại. Giờ Hương đang có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Và như các giám khảo đều đã nói, phần thi này thực sự rất khó với các bạn. Vì thế mà cá nhân chị thôi, chị chấm phần này là đúng sai trước hay dở sau. Tại vì phần này mà yêu cầu các bạn hay thì cũng rất là khó. Và chị cũng đồng quan điểm với Minh Ngọc, phần này thì đánh giá đồng hậu cao nhất. Có lẽ cũng bởi vì là người thi cuối cho nên là em cũng rút được khá nhiều kinh nghiệm và có được sự tự tin. Chị thấy phần thi của Đức Thiện có một cái điểm mà chị không thích lắm. Em cũng đã rút kinh nghiệm và nghe cái lời nhận xét của chị cũng như là góp ý. Em có đưa cái thẻ phóng viên ra, nhưng mà em nên nhớ rằng người phóng viên vẫn đang là người phục vụ nhân dân, chứ không phải chúng ta là phóng viên thì chúng ta có quyền áp đặt và ra lệnh.
Cho nên cái việc mà em tới em phỏng vấn người ta không cho, rồi em cứ hai ba lần em đưa cái thẻ ra em dím vô mặt người ta, em nói là tôi là phóng viên, tôi là phóng viên, thì cái này nó không nên. Dân ở đây là hiền đó nha. Có những nơi người dân họ không có hiền như vậy đâu. Nếu mà anh cứ đưa thẻ ra mà anh bắt tôi trả lời, tôi không trả lời mà thậm chí tôi đuổi anh đi luôn á. Cho nên là cái này em phải rất là lưu ý. Và cái thứ hai nữa, mình hỏi người dân với tư cách là phóng viên lấy tin, chứ không phải là công an tra hỏi. Em phải rút kinh nghiệm cái phần này. Phần này thì hồi nãy Bích Trâm chị cũng có ghi chú lại là phong cách của bạn cũng như cách hỏi của bạn giống như một người công an đang hỏi cung. Nhưng mà đây là những cái nhân vật ở hiện trường. Và đúng như chị Hà Trinh nói, nếu mà nhân vật lại còn đang gặp một cái nỗi đau rất là lớn mà các em cứ hỏi, hỏi một cách vô cảm, hỏi mà không có sự đồng cảm với người ta thì đó không phải là vai trò của người phóng viên truyền hình. Đúng không nào? Rồi, chị có thêm một góp ý nhỏ nữa chung thôi cho các bạn, đó là đây là phần phóng viên hiện trường, có nghĩa là ban tổ chức cũng đã cho các bạn biết rồi. Thì các bạn nên chuẩn bị cái trang phục sao cho nó phù hợp. Hồi nãy có một cái phần của bạn Tuệ Long, bạn mặc áo đồng, tuy là nó cũng kín đáo nhưng mà chị nghĩ là mặc áo đồng và mang giày cao gót nữa thì nó không có phù hợp với cái tóc của mình, nó không phù hợp với một phóng viên tác nghiệp hiện trường. Cho nên là các bạn phải rất là chú ý, bởi vì có khi mình nghĩ là mọi người không có để ý đâu, nhưng mà giữa một cái hoàn cảnh người ta đang đau đớn như thế, người ta đang khó khăn như thế, một cô phóng viên mặc áo đồng mang giày cao gót, tóc tai uốn xoăn xinh đẹp bước vào rồi hỏi tới tóc, nó quá là trái ngược với các hoàn cảnh đang xảy ra, nó gây ra sự phản cảm. Cho nên là các bạn phải hết sức lưu ý những vấn đề này. Một lần nữa chị chúc mừng tất cả 6 bạn đã vượt qua một cái ải vô cùng khó khăn ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn những chia sẻ